Vừa qua vào chiều ngày 25 tháng 10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành trong cả hệ thống chính trị theo quy định 96 của Bộ Chính trị ban hành vào đầu năm 2023. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết 96 quy định riêng về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm ngày 25 tháng 10 là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định mới của Bộ Chính trị và Quốc hội. Về cách thức việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội bằng cách bỏ phiếu kín với các mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội cũng là kết quả lấy phiếu tín nhiệm duy nhất được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị khác trong hệ thống chỉ được công khai trong phạm vi hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Một vấn đề được nhiều người dân quan tâm đó là sau khi lấy phiếu tín nhiệm, kết quả đó sẽ dùng để làm gì? Theo nghị quyết 96 của Quốc hội, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cùng đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ nghị quyết 96 của quốc hội quy định kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ so với các quy định trước quy định 96 của bộ chính trị và nghị quyết 96 của quốc hội có đổi mới quan trọng là quy định kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở quan trọng đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ chứ không còn là thông tin để tham khảo như trước đây. Các quy định mới về việc lấy phiếu tín nhiệm cũng quy định chặt hơn về hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm so với trước đây. Cụ thể, trong trường hợp người được lấy phiếu có quá nửa 50% đến dưới 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên, thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội bầu và phê chuẩn, có trách nhiệm trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Theo quy định tại lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua ngày 25 tháng 10, không ai có số phiếu tín nhiệm thấp cao hơn 50% để Quốc hội thực hiện các quy trình tiếp theo. Phát biểu sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc. Theo đúng nội dung, quy trình thủ tục được quy định tại nghị quyết 96 của Quốc hội. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện sự khách quan, thẳng thắn của các đại biểu Quốc hội với các lãnh đạo. Phó trưởng ban công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở để người được lấy phiếu nhận rõ trách nhiệm của mình trước đồng bào, cử tri cả nước để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác, đồng thời là cơ sở căn cứ quan trọng để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Theo ông Trịnh Xuân An, ủy ban chuyên trách, ủy ban quốc phòng an ninh cho biết, lấy phiếu tín nhiệm với một bộ trưởng không chỉ là đánh giá cá nhân bộ trưởng đó, mà đằng sau là sự kỳ vọng, mong muốn của hệ thống với cả ngành, cả lĩnh vực đó. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ có người cao, người thấp, song ngay cả việc tín nhiệm thấp cũng là cơ hội để từng người đánh giá, nhìn nhận lại hoạt động của mình còn người có tín nhiệm cao cũng có sức ép để phải làm tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn. Ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm ngoài được thực hiện theo quy định và quy trình, thủ tục, còn là cơ hội để nhìn nhận lại công tác cán bộ và tạo nên một xung lực mới, không chỉ với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, việc này còn lan tỏa trong cả đội ngũ cán bộ, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm và tinh thần của cả hệ thống. Bên cạnh đó, ông Trịnh Xuân An cho rằng, lần lấy phiếu tín nhiệm này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt hơn so với những lần trước, khi vấn đề cán bộ né tránh trách nhiệm, sợ sai đang diễn ra phổ biến và yêu cầu về sự dám nghĩ dám làm của cán bộ đang được đặt ra. Do đó ông Trịnh Xuân An kỳ vọng qua đợt lấy phiếu tín nhiệm này sẽ tạo được tính lan tỏa trong việc thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt nâng cao tinh thần dám nghĩ dám làm, xử lý những việc khó, những điều mà đất nước và nhân dân đang kỳ vọng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn như sau. Khối Chủ tịch nước, Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, số phiếu tín nhiệm cao 410 phiếu, chiếm 85,24% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 65 phiếu, chiếm 13,51% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu, chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về. Khối Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 437 phiếu, chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 32 phiếu chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về. Ông Trần Thành Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 414 phiếu chiếm 86,07% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 63 phiếu chiếm 13,10% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Số phiếu tín nhiệm cao 392 phiếu chiếm 81,50% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 85 phiếu chiếm 17,67% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 391 phiếu chiếm 81,29% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 87 phiếu chiếm 18,09% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về. Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 426 phiếu chiếm 88,57% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 49 phiếu chiếm 10,19% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về. Bà Nguyễn Thúy Anh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 373 phiếu, chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 93 phiếu, chiếm 19,33% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu, chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về. Ông Dương Thanh Bình, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số phiếu tín nhiệm cao 312 phiếu chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 154 phiếu chiếm 32,02% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 15 phiếu chiếm 3,12% tổng số phiếu thu về. Ông Bùi Văn Cường, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 396 phiếu chiếm 82,33% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 80 phiếu chiếm 16,63% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. Ông Vũ Hải Hà, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 367 phiếu chiếm 76,3% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 106 phiếu chiếm 22,04% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 8 phiếu chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về. Ông Y Thanh Hà Nay Kram, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 352 phiếu, chiếm 73,18% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 116 phiếu, chiếm 24,12% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu, chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Quang Huy, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 375 phiếu, chiếm 77,96% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 101 phiếu, chiếm 21% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. Bà Lê Thị Nga, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Số phiếu tín nhiệm cao 354 phiếu, chiếm 73,6% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 83 phiếu, chiếm 17,26% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu, chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. Ông Vũ Hồng Thanh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 365 phiếu, chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 73 phiếu chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. Bà Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 381 phiếu chiếm 79,21% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 55 phiếu chiếm 11,43% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Tấn Tới, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 361 phiếu chiếm 75,05% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 77 phiếu chiếm 16,01% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 0,42% tổng số phiếu thu về. Ông Hoàng Thanh Tùng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 365 phiếu chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 73 phiếu chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Số phiếu tín nhiệm cao 346 phiếu chiếm 71,93% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm tám tư phiếu chiếm 17,46% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về. Khối chính phủ, ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 373 phiếu chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 90 phiếu, chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu, chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 384 phiếu, chiếm 79,83% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 90 phiếu, chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu, chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, số phiếu tín nhiệm cao 229 phiếu, chiếm 47,61% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 189 phiếu, chiếm 39,29% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 61 phiếu, chiếm 12,68% tổng số phiếu thu về. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số phiếu tín nhiệm cao 279 phiếu, chiếm 58% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 164 phiếu, chiếm 34,10% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 35 phiếu, chiếm 7,28% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số phiếu tín nhiệm cao 312 phiếu, chiếm 64,86% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 142 phiếu, chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 26 phiếu, chiếm 5,41% tổng số phiếu thu về. Ông Huỳnh Thành đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, số phiếu tín nhiệm cao 187 phiếu, chiếm 38,88% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 222 phiếu, chiếm 46,15% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 71 phiếu, chiếm 14,76% tổng số phiếu thu về. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, số phiếu tín nhiệm cao 446 phiếu, chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 29 phiếu, chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm 0,38% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số phiếu tín nhiệm cao 316 phiếu, chiếm 65,70% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 148 phiếu, chiếm 30,77% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu, chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Số phiếu tín nhiệm cao 308 phiếu chiếm 64,03% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 143 phiếu chiếm 29,73% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 30 phiếu chiếm 6,24% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, số phiếu tín nhiệm cao 262 phiếu chiếm 54,47% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 167 phiếu chiếm 34,72% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 52 phiếu, chiếm 10,81% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số phiếu tín nhiệm cao 219 phiếu, chiếm 45,53% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 200 phiếu, chiếm 41,58% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 62 phiếu, chiếm 12,89% tổng số phiếu thu về. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, số phiếu tín nhiệm cao 239 phiếu, chiếm 49,69% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 189 phiếu, chiếm 38,67% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 54 phiếu, chiếm 11,23% tổng số phiếu thu về. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, số phiếu tín nhiệm cao 329 phiếu, chiếm 68,4% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 109 phiếu, chiếm 22,66% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 43 phiếu, chiếm 8,94% tổng số phiếu thu về. Ông Hầu A Lệnh, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, số phiếu tín nhiệm cao 260 phiếu, chiếm 54,05% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 185 phiếu chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 36 phiếu chiếm 7,48% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Số phiếu tín nhiệm cao 371 phiếu chiếm 77,13% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 102 phiếu chiếm 21,21% ,21 tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu chiếm 1,46% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Số phiếu tín nhiệm cao 306 phiếu chiếm 63,62% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 152 phiếu chiếm 31,6% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 19 phiếu chiếm 3,95% tổng số phiếu thu về. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 263 phiếu, chiếm 54,68% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 195 phiếu, chiếm 40,54% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 22 phiếu, chiếm 4,57% tổng số phiếu thu về. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, số phiếu tín nhiệm cao 334 phiếu, chiếm 69,44% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 119 phiếu, chiếm 24,74% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp, hai từ phiếu, chiếm 4,99% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số phiếu tín nhiệm cao, 241 phiếu, chiếm 50,1% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm, 166 phiếu, chiếm 34,51% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, 72 phiếu, chiếm 14,97% tổng số phiếu thu về. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, số phiếu tín nhiệm cao 370 phiếu, chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 102 phiếu, chiếm 21,21% ,21 tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 8 phiếu, chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 328 phiếu, chiếm 68,19% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 137 phiếu, chiếm 28,48% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu, chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, số phiếu tín nhiệm cao 237 phiếu, chiếm 49,27% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 197 phiếu, chiếm 40,96% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 45 phiếu, chiếm 9,36% tổng số phiếu thu về. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ số phiếu tín nhiệm cao 353 phiếu, chiếm 73,39% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 110 phiếu, chiếm 22,87% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu, chiếm 3,53% tổng số phiếu thu về. Khối tòa án, viện kiểm sát, kiểm toán nhà nước, Ông Nguyễn Hòa Bình, Tránh án tòa án nhân dân tối cao, số phiếu tín nhiệm cao 311 phiếu, chiếm 64,66% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 142 phiếu, chiếm 29,52% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 28 phiếu, chiếm 5,82% tổng số phiếu thu về. Ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số phiếu tín nhiệm cao 337 phiếu chiếm 70,21% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 130 phiếu chiếm 27,08% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng kiểm toán nhà nước, số phiếu tín nhiệm cao 292 phiếu chiếm 60,71% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 173 phiếu chiếm 35,97% tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về.